truyền thuyết về Hàn Lâm La Hán. Đầu tiên phải giải thích La Hán là gì. La Hán là những người đi theo Phật từ khi Phật thuyết giảng cho tới khi Phật nhập Niết Bàn, tức là những người đệ tử đi theo Phật từ đầu cho tới cuối. Trong Phật giáo Trung Quốc thì La Hán có đến vài trăm người, nhưng nổi tiếng nhất trong đó vẫn là Thập Bát La Hán. Thì tùy theo từng thời kỳ có nhiều dị bản, nhưng mà cái chữ La Hán này nhìn chung vẫn có nghĩa là cái cấp bậc đã tu đắc đạo, vượt ra khỏi vòng luân hồi và không còn vướng bận chuyện gì ở tam giới nữa. Trong cái cuốn Đại A La Hán Nan Đề Mật Đa La Sở Thuyết Pháp Trú Ký của Đường Đại Huyền Trang thì 16 vị La Hán này được cho là những vị La Hán được Phật cử lại nhân gian, không vào cõi Niết Bàn, được chúng sinh phụng dưỡng để bảo vệ Phật hiệu. Thì những bức tranh cổ tìm thấy ở đời đường chỉ có 16 vị La Hán thôi. Cho tới thời vua Càn Long thì các bức vẽ được bổ sung thêm 2 vị La Hán nữa, đó là Hàn Lâm La Hán và Phục Hổ La Hán. Lý giải cho cái việc mà mọi người thêm 2 vị La Hán cho tròn số 18 đó chính là vì vào cái thời đó người ta quan niệm số 9 là số may mắn, và số 9 cũng là bội số của 18, một con số rất tốt. Thì thường tất cả mọi thứ khi mà từ ở một đất nước này về du nhập vào một đất nước khác thì sẽ có rất là nhiều dị bản được chỉnh sửa truyền miệng lại cho phù hợp với văn hóa của nước đó. Thì Trung Quốc là một trong những nước rất là xem trọng phong thủy, và đối với họ số 9 là số rất là quan trọng, nên có thể đó là lý do họ đã thêm 2 người cho đủ 18. Và hầu như mọi con số trong Phật giáo đều chỉ mang tính ước lệ tượng trưng, không có cái nào là chính xác cả. Qua từng thời kỳ thì nhiều dị bản về các vị La Hán xuất hiện lưu truyền được bổ sung thêm, cho nên các sự tích thường sẽ không đồng nhất. Ghi chép sớm nhất về 18 vị La Hán là của Tô Đông Pha ở phía Bắc Tống, Trung Quốc. Nhưng càng về sau thì cái câu chuyện về Thập Bát La Hán này được thêm bớt rất nhiều, cho nên là không có câu chuyện nào là chính xác cả, tất cả chỉ là truyền miệng. Nên mình sẽ chọn một cái câu chuyện mà nhiều người xem nhất gửi tới các bạn. Và Hàn Lâm La Hán là ai? Hàn Lâm La Hán có tên trong tiếng Phạn là Nan Đề Mật Đa La, còn tiếng Trung thì dịch ra cái tên đó là Khánh Hữu. Ông ra đời sau Phật diệt độ 800 năm, cư trú tại nước Sư Tử. Tương truyền là trong một trận lũ lụt rất là lớn, cái nước Sư Tử này bị chìm trong biển nước, thì Long Vương lợi dụng cái thời cơ đó mà ăn cắp hết kinh Phật trong cái nước này, thì La Hán đã ra tay hàng phục Long Vương này, và từ đó mọi người tôn thờ ông là Hàn Lâm La Hán. Và khi ông sắp qua đời thì mọi người khóc rất nhiều, phần vì tiếc thương, phần vì lo lắng là trên thế gian không còn La Hán để bảo vệ loài người nữa. Thì lúc này ông mới cho mọi người biết Thập Bát La Hán là những vị La Hán không có nhập cõi Niết Bàn mà ở lại với chúng sinh ở trong cõi Ta Bà này nè, là nhân gian của mình nè, để phổ độ chúng sinh, để giúp đỡ loài người. Và những cái lời răn của ông được ghi chép lại thành bộ pháp trụ ký. Và sau khi ông truyền được cái bộ pháp trụ ký này cho loài người thì ông bay lên trời dùng lửa tam muội để thiêu thân, hóa thành hàng ngàn hạt xá lợi rơi xuống. Thì lúc đó con người mới lượm những hạt xá lợi này mang về để mà thờ cúng. Tuy đã thiêu thân, nhưng ông không rời nước Sư Tử, ông bay về động núi đá ở trên núi để tọa thiền. Thoáng chốc đã hơn 400 năm, và sau đó ông xuống núi, ông cầm cái bát đi khất thực khắp nơi, thì thấy phong cảnh đã thay đổi. Và người ta nói là thường hay thấy ông đi khắp nơi, khi thì khất thực, khi thì trì bát, khi thì giảng kinh, nên mọi người luôn tin rằng ông và những vị La Hán kia không bao giờ rời thế gian mà luôn ở lại đây để giúp đỡ con người. Chính vì thấy ông đi khất thực cho nên sau này mới có một cái dị bản người ta nói là Hàn Lâm La Hán chuyển sinh thành Tế Điên Hòa Thượng. Bạn còn muốn biết về nhân vật nào nữa, để lại comment nha.